Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xăng dầu xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra. Đây là động thái mới nhất của công an tỉnh Đồng Nai trong việc mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan chuyên án 920G do công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9 năm 2020 để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phía Nam miền Trung Tây Nguyên. Theo cơ quan điều tra việc khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án. Ở giai đoạn 1 của chuyên án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án điều tra về đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội buôn lậu và một bị can về tội nhận hối lộ. Công an tỉnh xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên 2.690 tỷ đồng, đã tịch thu xung công quỹ nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án, đã có 74 bị cáo bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều mức án khác nhau, trong đó các đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thành Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu, Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai kêu gọi các bị can phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú